Đây là đôi giày mà mình vẫn thường hay đeo. Bây giờ nó cũng bẩn rồi, bây giờ mình sẽ vệ sinh và mình đánh mới lại. Và đây là một đôi mà mình cũng hay đeo nữa. Mình cũng chỉ có 3-4 đôi giày thôi. 3 đôi giày thường hay đi làm. Còn một đôi thì chỉ có sự kiện mình mới đi. Đấy. Còn một đôi nữa là giày thể thao. Đầu tiên mình sẽ đánh qua đây đã. Để đánh qua đế. Đôi này mình rất là thích này. Đôi này là như kiểu là đôi giày rõ, đeo được cả mùa hè. Đôi này rẻ thôi, đôi này mua có 550. Đôi kia thì khuyến mại còn 900. Mình quần áo thế, toàn quần áo rẻ thôi, không có nhiều tiền đâu. Mình thì cũng không quan trọng là hàng phải là hàng đắt hay hàng hiệu, mà quan trọng là mình mặc nó có thoải mái, mình có cảm thấy phù hợp, mình có thích hay không. Thì những cái gì mà mình mua ấy, mình rất là thích và mình rất là giữ gìn. Tôi nghĩ là phải có cái gì rẻ, không có cái gì lo tạm như này. Bây giờ mình sẽ tiến hành đánh đôi này. Đầu tiên mình sẽ lau qua. Ở đây thì mình có hai hộp xi, màu nâu. Xi cũng xi thường thôi. Cái bàn chải đánh răng của mình không thấy đâu. Mình sẽ dùng cái bàn chải để mình đánh. Mình sẽ lấy xi và mình sẽ đánh đều lên da. Vừa rồi mình về mình bê gạch ấy, nó bị xước hết giày. Không còn cách nào khác. Nếu mà bỏ giày ra thì bị đau chân, không bê được. Đeo giày thì hỏng hết. Tại sao cái gì mình cũng làm clip mình đăng lên? Nó chỉ đơn giản là mình muốn lưu lại cái khoảnh khắc này. Tại vì các bạn biết không, thời gian như là hơi thở, thời gian như là một giấc mơ vậy. Nó qua đi thì chúng ta cũng đâu có thể lấy lại được đâu. Thế nên là khi chúng ta quay lại thì chúng ta mới có thể là không lấy lại được, nhưng mà chúng ta có thể được cảm nhận, được hồi tưởng lại, đúng không? Chúng ta được hồi tưởng lại cái thời gian đấy. Thế nên là Tường chọn cách là quay video lại. Cái thứ hai nữa là Tường cũng muốn truyền động lực cho các bạn vào mà chưa làm video ấy. Các bạn có thể là thấy cách làm của Tường thì các bạn cũng làm theo. Biết đâu các bạn có duyên, các bạn cũng được kiếm tiền từ YouTube, được nút bạc của YouTube thì sao. Và biết đâu cái kênh của Tường chỉ quay đơn giản, quay chơi như này, biết đâu sau này lại có nút bạc được đâu. Chưa thì biết được, thế nên là cứ làm ra. Mục đích là chỉ để là lưu lại video để làm kỷ niệm, giúp ích cho được bạn nào thì giúp. Ê, đánh giày bước đầu tiên là mình cũng không chuyên nghiệp gì đâu, mà đánh giày cho anh trai từ lúc còn nhỏ. Bước đầu tiên là lấy xi cho đều lên, dùng cái bàn chải đánh răng ấy. Đơn giản thôi, cho đều lên. Thực ra giày thì đeo 2-3 ngày nó lại cũ rồi, thành ra mình cứ đánh liên tục, nhất thiết là phải đánh
đánh nó quá gọi là cầu kỳ làm gì. Đơn giản là cho xi lên, xong bắt đầu dùng cái bàn chải mềm này, tay này, tay chúng ta sẽ để ngửa lòng bàn tay lên và sau đó lùi vào như này đó, sau đó căng ra, chúng ta tì vào để căng ra, xong rồi dày này. Bàn chải chúng ta sẽ cầm như này, ngón út chúng ta để xuống như cạo ấy, như cầm dao cạo râu cắt tóc ấy, ngón cái tì vào phần đầu này, ba ngón còn lại tì lên trên và bắt đầu đánh này, đánh này, đánh chúng ta đánh nhanh nhé, đánh nhanh và chúng ta tì cọ sát vào cái phần da để nó tạo ra độ sạch và độ bóng, đánh ngang, đánh dọc, đánh ngang, đánh dọc. Tức là nó sẽ không cần phải cố định là ngang hay dọc mà chúng ta sẽ cứ đánh ngang dọc như thế để cho nó vào đều. Đôi này mình đeo mình rất thích là vì form của nó nhỏ, giống như chúng ta cắt tóc cũng thế, cái form rất quan trọng các bạn nhé. Khi ngửa tay xong rồi chúng ta sẽ lại đổi tư thế, chúng ta sẽ úp tay xuống đó, thay đổi liên tục, đánh đằng sau thì chúng ta úp xuống rất dễ. Ngửa lên chẳng hạn, lại ngửa lòng bàn tay lên để đánh vé bên kia. Các bạn đánh càng lâu thì nó càng đẹp, càng bóng. Rồi, chúng ta đánh phía sau. Phía sau thì các bạn có thể là cầm như thế này cho nó dễ đánh. Nói chung là giày cũ hay không cũ không quan trọng, quan trọng là các bạn làm cho nó sạch, làm cho nó trở nên tinh tế, thì các bạn thấy không, đánh xong nó khác hẳn chứ, bóng. Thực ra là nhiều bạn đặt câu hỏi đúng không, tại sao không mang ra ngoài mà đánh. Khi thỏa mình đi cà phê mình vẫn đánh bên ngoài, tức là mình tiện đâu thì mình vẫn nhờ người ta đánh, nhờ các chú đánh. Tại vì sao mình nhờ đánh là vì mình muốn các chú có thêm công việc, kiếm thêm thu nhập để mình giúp cho mọi người có công ăn việc làm đấy. Thế còn ở nhà thì nhiều khi mình không tiện, mình không gặp thì mình phải có một bộ ở nhà để thi thoảng mình đánh cho nó chủ động. Từ đôi giày cho đến trang phục các thứ, mình ăn mặc càng lịch sự thì càng là tôn trọng người khác, chứ không phải là mình cứ nghĩ là mình điệu đà đâu, tóc tai thế. Mình càng lịch sự thì mình càng thể hiện được sự tôn trọng đối với người đối diện. Quan trọng lắm, trang phục các thứ cũng quan trọng. Các bạn thấy khác không? Các bạn thấy khác không? Mới không? Đây chưa đánh này. Các bạn thấy khác không? Đẹp không? Đó. Rất đẹp đúng không? Bây giờ mình sẽ đánh chiếc còn lại. Cái thứ hai ấy, chính tay mình là người đánh giày cho mình thì mình mới cảm thấy là nó ý nghĩa và nó trân trọng đến cỡ nào. Khi chúng ta xỏ cái đôi giày vào chân, khi mà chúng ta cảm thụ được cái sự thật của đôi giày ấy, cảm thụ được cái tình yêu của đôi giày, mình biết ơn đôi giày này, nó đã bảo vệ được đôi chân của mình, nó đã làm cho mình đẹp hơn, nó đã làm cho mình sang trọng hơn, lịch sự hơn đó, mình biết ơn đôi giày này thì mình phải đánh nó, đánh giày mình chăm sóc, đánh giày bôi xi vào không khác gì là mình đang chăm sóc. Đấy, cho giày ăn, chăm sóc da cho giày, dưỡng giày, đấy, như thế thôi.
rất là biết ơn đôi giày. Chúng ta tập biết ơn với tất cả mọi thứ đến để phục vụ cho con người, thì tự nhiên chúng ta sẽ được cảm nhận một cái sâu sắc hơn cái bình thường chúng ta vẫn thấy. Ừ, chúng ta biết rằng là chúng ta ăn một bát cơm, chúng ta ăn rằng là chúng ta thấy việc chúng ta là ăn cơm, nhưng khi chúng ta ăn chúng ta sẽ thấy là nó giúp cho chúng ta được sống, được thêm dinh dưỡng, được đầy đủ tất cả mọi cái, ví dụ như thế. Thì cái lòng biết ơn đấy, tôi muốn nhấn mạnh vào cái lòng biết ơn đấy, cái gì mình cũng biết ơn, mọi cái đến thật ý nghĩa đúng không, kể cả những cái mà mặt không tốt đến với mình cũng giúp cho mình có thêm kinh nghiệm, giúp cho mình trưởng thành hơn, cứng cáp hơn, cho mình thêm bài học, ví dụ thế. Mặt nào diễn ra cũng là giúp cho con người tốt hơn. Nói thế thôi, đỗ ở trong sự cho phép, không phải là mình thâu tóm hết tất cả những cái không tốt, đúng không ạ? Chẳng ai mong được cái không tốt đâu. Các bạn thấy không? Bóng loáng. Ok, vậy là mình đã đánh xong đôi giày của mình rồi. Các bạn có thể thấy đây. Đó. Rất là bóng, rất là mới. Vừa rồi mình về thì chỗ này mình sụp hơi nhiều. Xuống đất thì nó hơi sượng tí. Nhưng không sao. Ok. Tiếp tục đến nơi này thì nó sẽ... đôi này thì sẽ khó hơn. Tại vì đôi này nó không phải là bằng... Da của nó rất là khó hiểu. Đánh nó không bám, si đánh nó không bám. Chắc là mình đôi này mình đánh qua thôi. Mình tin là đánh nó cũng sẽ sạch hết, đánh nó cũng sẽ bóng, sẽ đẹp hết. Có khi là làm cái hộp đánh giày, đi đánh giày kiếm thêm được. Cũng bóng đấy chứ.
như mới đấy, đưa của nó. Ok, vậy là xong hai đôi giày rất là mới, rất là bóng, he he. Vậy là mình đã đầu tư 15 phút để mài và đánh giày, để đánh giày sinh nhật. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo của kênh Tường Bao Bờ Vlog. Các bạn đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo của Tường, chia sẻ về cuộc sống của Tường. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.